Vũ Trí Academy, cơ sở đào tạo barber chuyên nghiệp được thành lập bởi Barbershop Vũ Trí, một thương hiệu vững chắc với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề. Đến đây, học viên sẽ được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để sẵn sàng bước vào khóa học và trải nghiệm chương trình đào tạo bài bản đầy màu sắc. Với Vũ Trí Academy, người truyền lửa đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đó là những người thầy tâm huyết, có khả năng truyền cảm hứng một cách thú vị và đạt được nhiều thành tựu trong ngành tóc. Chính vì thế, theo học tại đây, học viên sẽ được tiếp thu mọi kỹ năng, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, được trau dồi tư duy thẩm mỹ với những ý tưởng đột phá và nhanh chóng thành thạo tay nghề để có thể tự tin trở thành một barber chuyên nghiệp, vững vàng bắt kịp xu hướng và kỹ thuật mới trong ngành. Ngoài ra tại Vũ Trí Academy, song song với những buổi học tại trung tâm, học viên còn có thể tham gia những buổi cắt tóc thiền nguyện để vừa được cọ sát với nhu cầu thực tế của khách hàng, vừa được trải nghiệm đời sống của một barber đích thực. Kết thúc khóa đào tạo, sau buổi kiểm tra chất lượng, những học viên đáp ứng đủ yêu cầu của một barber sẽ được cấp chứng chỉ nghề vào ngày tốt nghiệp. Với tấm bằng của Vũ Trí Academy, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân sự của Barbershop Vũ Trí nếu các bạn muốn tiếp tục gắn bó. Đồng thời, bạn cũng có thể dễ dàng thực hiện ước mơ trở thành nhà tạo màu tóc tại các thương hiệu lớn hay làm chủ một barbershop riêng của chính mình. Vũ Trí Academy, nơi đào tạo những barber thực thụ, những người yêu thích cái đẹp và đam mê nghệ thuật sáng tạo với mái tóc.